cơ vận thì hôm nay nước Việt mình á, nó cũng giống như một bản nhạc phải không? Mới cái dạo khúc đầu thôi thì bây giờ mình thấy ngất ngư rồi đó, là mình thấy hai bác phó thủ tướng rớt đài, tới cái bác Phúc rớt đài, nó thêm cái khúc thứ nhì nữa. Tại một bản nhạc nó nhiều khúc đúng không? Mới có một khúc thôi là vậy rồi. Rồi khúc thứ ba cái là thế nào á, là bây giờ dân bắt đầu đói đói rồi, ngất ngư rồi, đúng không? Cái Tết mà không có tiền ăn Tết thì nghĩ làm sao mà sống nổi qua một năm. Cái khúc nó đi bản nhạc mà đi từ đoạn đoạn cuối cùng là gì biết rồi đó. Thuận thiên sẽ thắng nghịch thiên, những đứa con của ông trời sẽ thắng những đứa con của ma quỷ. Ở mọi tầng lớp, từ trong gia đình, trong xã hội, trong cấp xã, cấp phường, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp trung ương, đều lẫn lộn hết, có chánh và tà lẫn lộn. Đó, mình nên hiểu như vậy. Không phải mình nhìn mặt ai là đẹp trai mà áo vét mà nó là chánh đâu. Tại tụi tà nó thích che chuốt á, phải không? Rồi mặt đẹp trai được không, ăn nói ngon lành, rồi áo vàng được đó, nó coi chừng á, BD không á. Ở sau lưng là có marketing, rồi có dư luận viên nữa, để mà làm cho con của cha mẹ u mê, không có nhận giặc làm cha, không có biết thượng đế, không có biết cái thời tận thế, không có biết Phật Di Lặc ra đời, không biết Chúa Giêsu tái lâm. Họ hoàn toàn họ vô minh mấy cái đó thì là họ bị đọa, không có được đạo. Đó là ma quỷ nó muốn chúng ta cứ ở mãi cái thế gian này, không có muốn chúng ta về trời. Cho nên nó không có tin là cái thuyết Chúa Giêsu tái lâm, nó cũng chẳng tin Phật Di Lặc ra đời, nó cũng chẳng tin Đức Quỳnh Phú Sổ, nó cũng chẳng tin Thượng Đế là ai, cốc không biết luôn. Cho nên lên mạng cứ việc nói mà mẹ đã dạy từ những ngày đầu, mỗi chúng ta phải có chánh kiến mình mới phân biệt được thật với giả. Còn mình không có chánh kiến á là mình cứ chấp theo chấp tướng, chấp theo hình tướng á, cái đó là lỗi của mình á, phải là lỗi của Kiệt nha. Bây giờ thí dụ như những ngày đầu 3-4 năm trước, Kiệt mà được huấn luyện trong nhà báo hay là những người ăn nói lưu lót hay làm phóng sự, nghĩ quý vị nghĩ mình hôm nay mình có mấy chục triệu người hiểu là thời tận thế, hiểu về thiên tâm không? Cũng khó phải không? Bởi vì nhà báo nó láo ăn tiền mà. Còn mình nói cái gì cũng là thật tâm. Mình không có, mình thứ nhất dĩ nhiên là tiền bạc là mình không đụng rồi. Nhưng mà cái đó ở ngoài đó họ không có cần biết chuyện tiền không tiền. Nghe nó lọt lỗ tai không. Còn nghe ma quỷ á, nó nghe cái âm thanh điển thanh con của những vậy nè, thì nó chịu không có nổi. Nhưng mà ngược lại cái điển thanh này là thuốc đắng để tẩy những cái trược trong người ra. Người mình á có trược làm cho mình cứ mơ mơ ảo ảo, mơ mơ hồ hồ, không có biết đâu là thật, không biết đâu là giả, giống như mình đi trong sương mù vậy đó. Thì nhờ cái điển thanh này á mà độ được biết bao nhiêu người ở thời này. Nghe clip hay là có một cái kinh kịch đọc để trên mạng tiếng máy, hoặc là nghe ca đó, công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, cái đó cũng là một cái âm thanh, cũng là độ. Mà cái âm thanh mà tùy theo bản nhạc nghe. Thí dụ mình ca bản này, công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, là mình độ được ai? Mình độ được mấy bác hát ô mà hận thù đầy mình, mà hôm nay có hạ quả xuống một chút, và này nó nói có cơ hội cờ vàng cờ đỏ, ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng để treo dinh độc lập lại. Ủa, cái chuyện mà khó tin mà hằng nãy nói bây giờ cũng gần sắp sửa thiệt. Cái mình ở trên mấy clip cũ có phân tích rồi. Bây giờ ngoài cái lá cờ đó, làm sao hàng gắn được dân tộc quốc và quốc ngoại với quốc nội được.
Ngoài cái lá cờ đó ra, đâu có lấy lòng được Quốc hội Mỹ. Ngoài cái đó là ngoài cái lá cờ đó ra, dân ba miền đâu có đoàn kết. Tại vì Bắc Trung Nam giờ cũng chia rẽ. Tại cái lá cờ đó của vua Thành Thái xưa 538 treo ở Hàng Chánh rồi. Chỉ có ma quỷ nó bán nước cho Mao á, nó mới treo cái cờ kia thôi. Cái cờ đó đâu có phải là của ai đâu, cũ rồi phải không? Còn để nhất Cộng Hòa, để nhị Cộng Hòa, cái đó là chuyển tiếp. Cho nên nếu mà sau này dân hiểu rồi đó, sẽ dùng lá cờ đó. Nhưng mà lá cờ lại gì không? Bùa da vàng máu đỏ, đô la là cũng lá cờ đó. Lấy lòng tin của hai thế giới Di Mạch đồ hay là công ty cũng là nhờ. Quý vị cho nói mà Đức Thầy có cái bài sắm đó, cờ vàng cờ đỏ, ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Lóc cóc nghe thằng nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tù. Sao lại đi tu? Tức là lóc cóc là cái bài thơ như vậy. Mang thân đi học là học chiếu anh ở lạc, mang thân đi học rồi lại đi tù là bị sao 75 thì bắt ngoại. Rồi lại đi tu tức là vợ mà đi ra thăm nuôi ở ngoài miền Bắc á, là đâu có đồ ăn gì đâu, ăn cực khổ, ăn muối đồ cơm nữa là giống như tu vậy đó. Đi tù rồi đi tu, đó là mấy vị trí gì đó. Hồi xưa mấy cái bác hát ô á là phải chịu khó đóng cái màn kịch. Màn kịch này cũng hơi căng đó nghe. Nhưng mà thời đó những cái năm 79-80, chạy tù Nam Hà, Bắc Hà, Nam Ninh hay những cái chạy tù gì vậy ngoại đó thì không có rành. Mấy bài cơ này á là mấy vị an ủi, đừng lo con, thần tự do sẽ lo tất cả. Thì có nghĩa là sau này được thả ra rồi đi qua Mỹ, phải không? Đó là có mấy vị nói trước hết. Nhưng mà lời của mấy vị nói là câu nào trúng câu đó. Mình đang kiếm cái bài lóc cóc này cũng nhờ đệ tử Mai rồi ha. Làm cuốn này cũng gọn nè, nhiều lắm mà chị chưa bỏ lên đây mở thôi. Có mấy bài kia, tại vì mỗi một bài á là của mỗi một vị, nhưng có bài á thì của Đức Thầy, có bài á thì của Ngài Trận Đạo, có bài thì của vua Quang Trung, có bài thì của Nguyễn Minh Trực, có bài thì của ông Nguyễn Thái Học. Tức là mỗi vị viết theo ý. Nhưng mà số có những bài là của Ngài Phan Đình Phùng. Ngài Phan Đình Phùng thì Ngài viết thơ theo cái kiểu ấy, chết không có hết. Cho nên lúc mình còn sống á, mình như thế nào, mình chết mình y như vậy, bảo đảm. Nhưng mà tánh Bắc Ngư nè, ông còn chính trị nhiều quá đó. Ông chết là bảo đảm ông theo Ngài Nguyễn Minh Trực. Tại vì Ngài Nguyễn Minh Trực là thần mà, cứ đi đánh mấy thằng thân trước thân sau cho ẹt là ổng á. Bữa hổm mà vụ mà bắt Trọng mà vô miền Tây á, bị què quặt á, là cũng ông Nguyễn Minh Trực làm á. Cái gì nói cảnh cáo. Mà lóc cóc đâu. Ủa còn có mày nè, con có làm cái tiết mục không để mình dễ tìm không? Nó không phải là cái tên, con chỉ cần đánh ba câu đầu thôi, là dùng với ba mấy câu đầu á là cái tên nữa là mình nhớ. Đặt kiểu này nguyên cuốn biết nằm khúc não ta. Bữa nay Trung Cộng giả bộ thử gan của Biden coi nhát hay là gan phải không, cho balloon nữa bay qua trời phải không, em cũng dám bắn nữa. Tôi gặp tôi lên nó lấy mũi tên đó, cái mình nhúng dầu đốt lửa bắn cái cho mình cháy chà mà luôn trên đó. Má phải sợ vậy mà cũng dám bắn. Chuyện vậy thôi cũng dám làm. Tại làm á là Tập Cận Bình á, ông khai hết. Mày á, lấy tao nhiêu tiền đây, bằng chứng đây.
con mày lấy của tao nhiêu tiền đây, bằng chứng đây. Sợ cái gì nói mà thay bay lên á, dễ ập dễ gì nè. Nhưng mà ai là người thay thế? Nếu mà để cho cái bà Kamala mà là Ấn Độ á, mà lên làm tổng thống một cái nước Mỹ, mà để cho một người không phải người Mỹ mà làm tổng thống, thì quân đội á, nó phục không? Nổi loạn. Mỹ đen phục không? Nổi loạn. Mỹ phục không? Nổi loạn. Mỹ trắng phục không? Nổi loạn. Á Châu phục không? Nổi loạn. Thì lúc đó đó mới gọi là có hai bà đàn bà bị hạch tội. Thì mấy năm có nói cái cơ vận đi. Mà có ai bao giờ nghĩ ra Biden sẽ nửa đường gãy gánh không? Việc nói. Cho nên hồi bữa mà lúc mà ở hội trường đố anh Trần Nhật Phong á, ồ Trung Quốc chia 5-7, những cái gì mình nói bữa đó có clip làm chứng. Ông đâu có hiểu. Tại vì mình đọc tin tức mà computer đọc xuống thì dịch cho tiếng Việt thì cũng là khó đi, nhưng mà nó là đã xảy ra rồi. Còn những chuyện mà nói trước á, mà nó xảy ra đó mới là khó đó quý vị. Mình nói trúng hết tới ngày hôm nay. Đây kìa, mình lên đây mình không có nhiều thời giờ. Mình người Việt mình chỉ tập trung nói chuyện của Việt Nam để cho mình cứu dân mình thôi. Chứ còn mà cơ vận á, mấy vị không có dạy cho chị cái một cuốn sách dày này, hiện giờ cũng còn nhà. Mình chỉ lấy cái vài trang mình nói là riêng nước Việt. Còn cái gì nói là toàn thế giới nghe. Nhiều khi nói những cái vũ trụ khác nữa nghe. Nhiều khi nói UFO nữa nghe. Mà nói tùm lum lên nó thành ra cái đài thiên tâm, đài official mình nó loãng sao. Đúng không? Sơ chơi vậy thôi. Cái bài này của Đức Thầy. Lóc cốc lóc cốc, nghe thằng nói dốc. Là biết ai nói dốc rồi đó phải không? Có gì hiểu rồi phải không? Đảng đảng mình á, nghe thằng nói dốc. Lóc cốc nghe thằng nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tù. Sao lại đi tu? Ăn chay ròng rã, tức là ở trong chùa, trong tù có gì đâu ăn. Ăn chay ròng rã từ năm con mã, năm con ngựa, đến năm con mồi. Không biết năm nào, tính ngày số thì không biết. Hả? Nhưng mà năm nào ai không biết mồi là dễ. 5,700 giờ ấm quẻ liền đi, trời cao độ hả, mãi với mùi là 70+. À đứa nào sanh năm đó tự nó nhớ, đúng rồi đó. À đúng rồi ha, cỡ này cũng hay. 78 mãi 79 à. À từ năm con mã đến năm con mồi 78 79, từ năm 78 đến năm 79 vậy chơi lẹ. Chứ mùi với mã nghe khó hiểu không. Vợ chạy ngược xuôi, tức là ở Sài Gòn á là phải bán thân đi cặp bồi với mấy thằng công an bộ đội á, không rồi mấy lò mà vét đồ ở trong nhà có gì ra bán trời trời á, là chạy ngược xuôi vậy đó. Bởi vì xưa đó là chồng thì ở tù, vợ thì cặp với bộ đội đó, mấy có nữa thấy nhiều lắm. Vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, lâu lâu có tiền á ra ngoài. Nhiều lúc á đi thăm chồng á phải làm cho nó vui lòng đêm á, rồi nó cho cái vé đi xe lửa Hà Nội dễ thăm nuôi, rồi đi vô tới cổng trại rồi phải ve vuốt cái thằng trưởng trại cái nữa đủ á mới gặp được chồng. Rồi bởi vì phụ nữ mà thời đó khổ phụ nữ thời nay. Vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng. Nó đói mình no. Tức là ngày xưa lính bộ đội mà gác tù á, nó còn nghèo lắm. Tướng nào nấy nó vừa ăn khoai mì trong rừng mà. Ra nắm chức thì làm sao mà mập như bây giờ được. Giờ thấy công an nào nấy không, trời ơi nó mập mà chạy không nổi. Bị mấy đứa nhỏ bển quýnh thở hụt vậy. Cảnh sát công an gì đâu á mà đi không nổi, mà ăn với nhậu không. Mà thời xưa không có, thời xưa nó ốm nhách. Nó đói mình no, nó lo mình sướng.
sự đời khó tưởng, cầu sướng hơn cay. Hỏi ai thắng ai, rồi cười dở bụng, ai than nghèo túng, ai xin tiền tụ. Nghĩa là thằng nào mà nó tệ nhất là cũng phải đút lót, tức là từ cái thằng trưởng trại, phải không, ve vuốt nó một chút, phải không, rồi tới lúc tới cái thằng mà lính quèn mà gác cửa đó, cũng phải cho nó gì nữa, tức là đi nguyên vậy là mới thăm được chồng. Cho nên giờ mấy bác hồ phải thương vợ nhiều một chút nha. Ai than nghèo túng, ai xin tiền tù, ai khôn ai ngu, giờ đây đã rõ. Màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng, thời đó không ai mà nghĩ ra được cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam. Không phải, lá cờ vàng ba sọc đỏ của vua Thành Thái. Từ nay mình đừng nói Việt Nam Cộng Hòa, mấy đứa nhỏ nghe nó không có hiểu, nó bị sốc. Mình phải nói là lá cờ vàng của vua Thành Thái. Thì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của vua Thành Thái á, ai mà tưởng tượng được sẽ có một ngày treo lại nước Việt. Mà thời đó đó, quý vị muốn cho những người mà cấp tá, cấp tướng, hay là làm trong quốc hội, hay là trong hạ viện đồ của thời ông Thiệu á, có một cái niềm tin. Cái niềm tin nó cực kỳ quan trọng lắm. Nó cũng giống như những đứa con họ Thiên chúng ta, mà hôm nay mình biết chắc là đời này mình được dễ cha mẹ, đúng không? Còn con họ Diệu, họ Tịnh, họ Thiện gì đó thì cứ đi theo thầy xuống dưới gầm cầu hết đi, bảo đảm. Thì là cái nguồn tin rất là cực kỳ quan trọng. Khi ở một cái nơi cùng cực, không có nghe được tiếng nói của thế giới bên ngoài, ở trong đó làm gì có đài tin tức nào đâu biết nghe. Thì ở trong tàu á, thì mấy vị đã biết được. Màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Nhưng mà tiên cơ mà mấy vị cho cái bài sấm cơ này treo hả, từ thời 79 tới thời nay là quý vị biết như 42 năm rồi, đúng không? 40 mấy năm, rất là lâu á. Cũng giống như cái bài Kính Thiên mẹ viết cho Kiệt, lúc đó Kiệt mới có 12, 13 tuổi. Không còn bao lâu mà lúc mà Kiệt biết mình là con của Thiên Thượng, thì mình cứ nghĩ không bao lâu, là mình cứ nghĩ theo kiểu thế gian mình đó, vài tháng, vài năm. Ai vậy để cái hôm nay năm mấy tuổi. Ghê không? Tại vì ở trên á mới nói, ô, một đời người là một cơn gió thoảng. Kiệt xuống đây 3 ngày là mấy trăm nghìn năm đi khắp cái vũ trụ này. Đầu thai 1800 kiếp. Thì bây giờ có kiếp này nhầm nhò gì? Thì cho nên ở trên nói không còn bao xa, cái bài Kính Thiên số 1 á là 4 mấy năm. Nhưng mà cái guarantee á là mình biết được, là về trên có nói. Hồi xưa đó Hồ Chí Minh nhận lệnh của Thượng Đế là giờ là hoành hành nước Việt, tức là xã nghiệp cho nước Việt, đúng 80 năm phải trả lại, không hơn không thiếu. Mà cái đó giờ đúng chưa, đúng 80 năm chưa, từ lúc Cộng sản nắm chính quyền hả? Hơn rồi phải không? Cho nó bonus một chút đi, tại vì cần mới chuyển tiền qua Mỹ mấy chục tỷ á, để cho một chút thời gian để mà gom cho sạch cái nước Việt, phải không? Gừng cũng hết, biển cũng không còn, đồng ruộng lúa cũng không còn, tài nguyên cũng không còn, chất xám thì thành cái chất độc không. Mấy đứa nhỏ bây giờ là đâu có biết gì về lịch sử nước Việt, rồi không có nhân lợi nghĩa chứ tích là gọi là một đám hỗn hào á, tức là để lại một đống hỗn hào, một đống rác. Thì là hơn 80 năm phải không? Thì bây giờ cho thêm cao nhất là 1 năm để mà chuyển thêm 50-60 tỷ qua Mỹ nữa. Tiếp bài này nha, nó hồi lạc đề.